đi giữ răng là chạy theo nè. Được không? Có tự cởi được không? Bán xe đi con, bán xe. Có chừng rớt. Rồi, vô đi. Rồi. Rồi, cho mẹ vô không? Rồi, vô đi. Đóng cửa lại, con này đóng cửa lại. Mẹ dạ. Coi nha. Đó. Được chưa? Ui da. Rồi. Rồi, con đừng có để tay ngay giữa thì nghe, kẹt tay con á. Rồi, xong Hồng đi vô đi con. Xong Hà, để dép ngoài con. Để dép đây đi. Vô đi, xong Hồng vô đi con. Nhổ răng sữa chú Trọng ơi. Rồi, đây. Rồi, anh Hùng chứ. Anh Hùng. Đây đẹp trai quá ta. Rồi bắt kiến ra đi con. Rồi. Bắt kiến ra đi. Con năm về quen chưa? Nay quen rồi. Hôm hổm về mới chứ chưa quen vậy. Ăn nó hơi khó. Đúng rồi, cái gì cũng vậy thôi. Chồng kiểm tra coi sao Hùng có còn mấy cái răng sữa nữa chồng. Bốn cái nữa hả? Thứ năm á. Ông đi 4 lần nữa. Thấy không? 4 lần nữa ha. Rồi ngâm nước tê đi cho nó tê tê một lát rồi mới nhổ được. Bỏ tay ra không khỏi miệng đi con. Làm gì đó? Nhổ răng không? Sao vậy? Đòi đi theo mà phải nhổ răng chứ. Nhổ không? Thôi. Sao thôi? Con nửa đây rồi. Nửa là nào? Con thì nhảy rồi. Răng con chưa bị hư. Xong hả? Lẹ vậy? Lẹ vậy ta? Đâu vậy đâu? Con nhổ răng không? Nhổ răng không? Không hả? Sao vậy? Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Sao ăn sớm vậy? Ăn nào rồi? Đá quần vậy? Thôi về. Thôi chú về. Đây hai đứa chú người chú đi về. Về cảm ơn đi, cảm ơn Hùng. Ăn cơm. Rồi sao Hùng mới dám vô nè? Ừ, vỗ răng đó, cái răng đó. Mở cửa ra đi con. Cho mẹ ra. Hà ra đi, mẹ ra để Hà đóng.